Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một danh sách trắng để có cơ hội mua token NFTB với giá free sale là 0.006 đô la các bạn. Nếu bạn nào mà trúng được cơ danh sách trắng này thì các bạn có thể ít từ 10 đến 100 tài sản của mình nha bạn. Thì sự kiện này diễn ra từ ngày 31 tháng 5 và chuyện bán công khai vào ngày 2 tháng 6 nó sẽ bán nha các bạn. Thì sự kiện này nó tổng cộng có 120.000 đô la token NFTB này. Mã thông báo này được chào bán vào ngày 2 tháng 6 với mức giá 0.6 đô la cho những người chiến thắng trong danh sách trắng này các bạn. Thì với giá mức 0.006 này thì với những người mà tham gia danh sách trắng trúng thưởng mới có cơ hội mua được các bạn. Thì sau khi nếu bạn nào trúng thưởng thì tự động nó sẽ gửi một cái email về cho email tất cả các bạn nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả, mình mở cái link form các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Bật thông báo luôn nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join chào kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn like và tweet bài viết của nó nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chính dẫn tweet tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Vì mình đã tăng rồi các bạn. Sau khi bạn tăng rồi, bạn bắt đắp lại, bạn mở liên phong ra nè các bạn. Mình thì rất là tâm đắc những dự án quality và danh sách trắng nè bạn. Những bạn nào mà có cơ hội may mắn trúng vào danh sách trắng ha, không có tiền mua thì có thể bán mỗi một ạc được mấy trăm đô, mấy ngàn đô đó các bạn. Rồi, xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Email chính của tất cả các bạn sau này các bạn trúng được danh sách trắng thì nó gửi qua email cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi link tweet nữa. Thì bạn mở Twitter của mình ra nè các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nữa. Rồi các bạn chia sẻ các bạn này FTB nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn nhắn vào đây nha bạn. Tiếp tục bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã xôn xao nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ Binbi sở Machine Best 20 nha. Trên chiếc wallet nha các bạn. Bạn sao chép nè. Rồi bạn dán vào đây. Rồi tất cả bóng gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia qua Tulip IDO để có cơ hội mua token NFTB với giá free sale. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.